thấy mà. Chưa rồi nha. Cái thùng gì đây anh? Bánh bánh đây, bánh luôn á. Bánh luôn á. Cắt nó. Lên lên đây, lên đây. Để ra đi. Để bỏ vô bịch đi. Lên ngoài em xuống. Ờ à tiếng à. Bò là cái gì? Nó không cho là quất luôn á phải không? Thế mình sang bên nào? Xin chào, xin chào, thì nói như thế nào? Tiếng Mông nói như thế nào? Hả? Tiếng nói như thế nào nhỉ? Tiếng Mông ơi. Rõ ràng đó. Rõ ràng là cháu cháu xin à? Cho cháu xin là như nào? Cho cháu xin thì nói như nào? Cho cháu xin kẹo ấy. Rõ ràng hả? Lại đây, lại đây con. Ủa, đi đó. Là chia phần ra hả? Không lấy mì tôm rồi đúng không? À, nhà này chưa lấy mì tôm, chưa lấy cái này. Nhà này là mới lấy gạo không đúng không? Rồi. 3 thùng mì với 1 phần. Một con dầu ăn nữa. Nhà đẻ mấy đứa anh? Nhà em mấy đứa con? Có phải nhà em là 9 con không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nhà tới 9 người con, 9 đứa con luôn quý vị. Con lớn nhất là bao nhiêu tuổi em? Lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Có hình rồi. Lớn nhất bao nhiêu tuổi? Đâu. Hỏi vợ bao nhiêu tuổi, chỉ biết là vợ là tuổi con gà. Chỉ biết vợ tuổi con gà thôi nha quý vị. Còn con là đứa lớn bao nhiêu tuổi cũng không nhớ luôn. Không nhớ con mình bao nhiêu tuổi luôn. Còn bịch nữa chưa, lấy chưa? Anh này đủ chưa? Anh này còn có bịch đậu phộng với lại Rồi, đủ rồi. Ok. Không, anh này thì còn cái này thôi, dầu ăn sách rồi đúng không? Có dầu rồi. Ủa? Có rồi. Ok. Anh này là 9 đứa con nha quý vị. Bây giờ hỏi ảnh là anh chỉ biết vợ anh tuổi con gà thôi. Còn con ảnh là đứa lớn đứa nhỏ bao nhiêu tuổi anh không nhớ luôn. Đây. Đây con ơi. Hai bịch nè. Bé. À, với lại đưa cho bé cái một bịch. Đi đó. Vâng. Đi xuống nhà anh cũng được nhá. Vâng.
Mấy đứa con anh? Có 8 đứa con. 8 đứa con? Nhà này 8 đứa con. Trời đất ơi. Đứa rồi. Con đi đâu hết rồi anh? Hai đứa đi làm rồi. Hai đứa làm còn 6 đứa. Sao đi? Gạo nhá, anh cho gạo về đây. 6 đứa chắc nhận bánh kẹo dưới hả? Gạo. Nói chung là cuộc sống rất khó khăn quý vị. Tối ngủ đây đấy anh. Ở đây nhưng mà đặc biệt khó khăn quý vị thì sau này anh em nếu mà có cơ hội có dịp thì sẽ quay trở lại đây một lần nữa nha quý vị. Thì ba bao gạo, ba thùng mì và một số cái nhu yếu phẩm này thì có thể gia đình anh ăn được 2 tháng ha. Ăn được tháng thì nói chung thì trước mắt là như thế. Cũng tấm lòng của cô chú anh chị đó thì giúp được phần nào hay phần đó ha. Và cũng trước hết thì cũng chúc cho anh sức khỏe. Vợ anh ở đâu? Ở dưới ha. Một ngày anh đi làm công việc gì? Hả? Anh đi làm công việc gì? Không đi làm. Hả? Không đi làm gì đâu. Không đi làm gì à? Ở đây cái nguồn thu chủ yếu của bà con ở đây là làm gì anh? Chủ yếu là có ít ruộng và làm ruộng. Trang ngô. Đấy, vâng, còn thời gian rảnh thì lại đi kiếm củi rồi lấy như cái lá rong kia. Giá bán là mỗi một cân là 20.000. Đi bóc và đi lấy lá rong phải lấy từ buổi sáng thì nó mới dẻo. Cái lá rong đó là lấy làm gì anh? Vâng, là lấy xong rồi mình lại bán đi để mọi người gói bánh gai ấy. Bánh gai rồi là bánh ở các cái quán họ hay gói bánh gói giò các thứ là dùng cái lá chuối này. Và cái này đót đúng không? Đấy. Làm chổi đúng không? Còn cái này là làm chổi. Là đấy, như cái thời gian rảnh như là phải đi lấy mùa chít là phải đi lấy chít để bán. Coi như đó là những cái nguồn thu nhập chính của gia đình. Mình nương ruột. Rồi là đi đào củ mai. Đào củ mai. Củ mai ở dưới đất đấy là các anh hay đi đào xong bán. Vậy mà cứ đẻ 8-9 đứa sao nuôi nổi trời. Cái thưa quý vị, như các anh cô chú anh chị mà ở thành thị á, những cái vùng mà gọi là thành phố á, người ta đẻ có 2-3 đứa là người ta nuôi không nổi. Người ta là bất bình chi phí mà các anh chị ở đây khó khăn gì mà đẻ 8-9 đứa thì thôi chắc cũng vất vả lắm. Rồi cũng thay mặt tất cả quý vị, thay mặt bà con khắp nơi cũng chúc cho anh gia đình sức khỏe nha. Dạ cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta qua nhà khác ha. Nhà không có gì luôn quý vị. Nói chung cũng không biết ngủ như thế nào luôn. Rồi tạm biệt anh nha. Nhưng đây là những cái hộ đặc biệt khó khăn, các cái anh ở địa phương đã lên danh sách giúp anh em mình. Thì nhìn bà con ở đây thì thấy ai cũng muốn giúp hết đó, nhưng mà tại vì cái kinh phí nó không cho phép cho nên tụi mình phải nhờ các anh lãnh đạo địa phương lên danh sách những hộ khó khăn nhất. Chứ quý vị mà tới đây thì thôi ai cũng muốn giúp. Đa số bà con ở đây khó khăn lắm quý vị. Thôi đây cũng là một cái chuyến đi ý nghĩa. Đúng rồi. Ở đây là chỉ ăn cơm không thôi quý vị. Cơm chan nước lã. Mà đôi lúc không có gạo để nấu cơm đó quý vị. Quá trời con nít luôn quý vị. Anh đang quét nhà, anh đón khách đó. Không cần đâu anh, cứ để vậy đi. Đó thì bà con thấy không, cái thu nhập chính hồi nãy như anh cán bộ địa phương ở đây anh cũng chia sẻ là thu nhập chính ở đây là làm lá chuối và lá gai. Đóng đây. Thành một cái này là bán 1 ký là bao nhiêu tiền anh? 1 ký là 20.000. Khô vậy mới được 20.000. Ký bao nhiêu tiền anh? 10.000 thế à? Ký có 10.000 thôi đó quý vị. Bây giờ mua nó xuống đấy nhỉ. Bây giờ có 10.000 một ký thôi. Nếu mà là một cùng này là được mấy trăm à? Cô đấy. Được 20 cân không? 20 cân thế được 200 một cái này. Như thế này dễ gì mà được ký rồi. Lá gai. Lá gai để người ta làm bánh ít lá gai đó. Phải đi hái và phơi khô như vậy thì 1 ký được có 10.000 thôi nha.
ký có 10 ngàn à. bao nhiêu mới được ký trời. Ký thì có 10 ngàn quý vị. Đó, đây là chỗ ngủ cũng như là cái bếp trong người nhà nó cũng rất khó khăn. Dạ. Không có gì hết quý vị. Là mấy đứa, nhà mấy đứa? Anh nhà mấy đứa con anh? Chín đứa hả? Chín hả? Anh là mấy đứa con? Còn hai đứa đi làm. Bây giờ của anh là 9 đứa. Trời ơi, 9. Nhà bên kia là 8 đứa, nhà này là 9 đứa quý vị. Chịu nổi không? Đó, bởi vì quý vị vô đây thấy là rất là hai đứa đi làm rồi. Hai đứa đi làm còn là 7 đứa ở nhà đây đúng không? Vậy là tổng cộng anh 9 đứa luôn hả? 9 đứa. Ở trên này không có gì giải trí sao mà quá trời vậy? Chơi xì xầm với nhau quá trời vậy? Đấy, dễ thương quá. Chính đứa. Rồi cũng thay mặt bà con khắp nơi cũng như là các anh em chúc gia đình anh sức khỏe nha. Rồi cảm ơn nha. Rồi cảm ơn anh ạ. Rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Mình nước xuống đây nha. Rồi. Đây có hai hộ anh. Rồi đây nữa. Đây hộ nhà ai nữa? Đây nó đang đi chở nốt. Để em review cái đây cũng có hộ nữa nha quý vị. Đây. Đây cũng hộ được nhận quà của anh em nè. Đó. Đó, ba thùng mì với một bình dầu đây. Nấu cơm và chan nước canh. Nãy em hỏi em thấy là hai đứa cầm tô ăn cơm mà thấy là đứa nào nó ăn cơm không? Đây là cũng một hộ có trong danh sách được nhận hỗ trợ của mấy anh em. Dạ không có gì quý vị. Dạ rồi, ok. Xong là chan cơm và chan mềm mềm. Rồi, thôi đi xuống anh ạ. Chan cô xay. Dạ. Xuống để tối à. Hầu như là không có việc gì để làm quý vị, nguồn thu nhập chính là chỉ có ruộng với lại đi hái mấy củ mài. Mấy cái lá đó đó quý vị. Công nhận hay á. Đẻ 9 đứa, 8 đứa không mà nuôi nổi. Trời sinh voi sinh cỏ. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi rồi. Rồi. Em có nghe chia sẻ là ở đây ví dụ như mình cho tiền bà con á, như là mấy anh đi uống rượu hết đúng không? Phải không anh? Các anh ấy là cứ buổi sáng mà cứ rảnh là cứ rủ nhau uống rượu xong là thế là cứ say cả ngày thôi. Dạ. Là cũng không biết làm việc gì như bà cụ này là bà mẹ của anh kia. Dạ. Đấy, cũng rất dạng. Cái tình hình bà cụ này thì bà vẫn khỏe lắm nha. Nhưng mà khỏe lắm. Bà này không có trong danh sách nào. Ông đi đâu đây à? Dạ, anh cầm giùm em cái. Chắc cái này em bonus riêng. Bonus riêng không? À mừng cười. Cái này của em. Này của em. Tại vì bà cụ này không có trong danh sách đó. Có nhiều thì em hỗ trợ nhiều. Hơi trăm rồi. Rồi đây đợt. 200 đó rồi nha. Cái này của em. Dạ, cũng gửi bà. Bà cảm ơn chưa? Cảm ơn anh đi. Dạ, gửi bà nói chung là ăn cơm. Mua gì ăn. Dạ, tại vì cái này là không có trong danh sách quý vị. Dạ. Nhưng mà đi ngang thì thấy thôi kệ. Dạ, cảm ơn anh nè. Rồi thay mặt tất cả quý vị chúc bà sức khỏe nha. Bà có hiểu được tiếng kinh không anh? Không. Này những người này không hiểu tiếng kinh. Dạ rồi, cảm ơn. Còn dạ. Cái con trai thì còn nghe được. Dạ rồi. Đứa con gái không đăng ký con trai đó hả? Anh em 30 tuổi. Anh này em 30 rồi. 30 ba đứa rồi. Chắc kiếm phải 9 đứa ha. Đủ đội bóng. Khoát cười. 40 hộ thôi nhưng mà số học sinh ở trên này thì cũng tương đối đông. Dạ. 40 hộ. 40 hộ mà nãy em đi. Đấy cái em đi lên trên chỗ bảng. Mấy chục hộ mà sao con nít đâu gần cả 100 đứa trời. Thường là bọn em tổ chức trung thu ở trên này là cứ phải 100 suất thì mới đủ. Vâng. 40 hộ mà 15 tuổi trở lại. Cứ hộ 9 đứa 8 đứa không. Thế cho nên là cái trường cái cô giáo này là đang dạy ở đây. Thì trường thì cũng đang rất là khó khăn về cái đường với lại cái nước. Cái nguồn nước sinh hoạt bây giờ chủ yếu là lấy từ trên đồi trên này. Đây là có một đường mương là từ tít trong khe cho nó chạy qua đây xong rồi phải lấy nước từ đường ấy xuống để sử dụng. Thế cho nên là cũng rất là khó khăn về nguồn nước với lại cái tường bao xung quanh của nhà trường.
Thế nên là chúng em cũng đang tìm các nguồn để làm sao mà để cho các cháu có cái môi trường, cái nhà trường nó học nó tốt. Các cháu thì rất là ngoan ạ. Vâng ạ. Và chủ thì có là cái ngôn ngữ ấy ạ. Các cô với cả các cháu là ngôn ngữ vẫn còn chưa. À đúng rồi. Chưa được. Nãy có nhiều đứa em hỏi tiếng Kinh nó cứ đứng nó ơ nó chưa. Vâng ạ. Có đứa nào đi học thì nó trả lời. Vâng ạ. Có đúng rồi, đứa nào đi học thì nó trả lời. Ở trên này thì chỉ có hai lớp, một lớp mầm non là lớp ghép từ độ tuổi 2 tuổi đến 5 tuổi ạ. Còn tiểu học là cũng lớp ghép 1, 2 rồi là cả lớp 3, rồi có những cháu học gần như là 3 năm, ít nhất là 3 năm lớp 1 ấy ạ. Về cái ngôn ngữ ấy nó bất đồng, nó còn rất là ít khi va chạm tiếp xúc với cả bên ngoài nữa. Bọn em cũng rất mà là mong điểm này thì cũng là điểm khó khăn, được cái là nhà nước cũng mới làm được cái con đường này được mấy năm đổ lại đây đó ạ. Vâng, thế là đi lại rồi, đây là đường đi qua lên bản Sen rồi là huyện Mường Khương ấy ạ. Thì là tiện lợi cho cái con đường giao lưu đỡ nhiều hơn. Còn về vấn đề kinh tế rồi là các mọi cái cũng vẫn còn rất là khó khăn. Nên là em cũng rất là mong các anh, các chị rồi là đoàn có giúp ủng hộ cho điểm Bản Cầm cũng như là xã Bản Cầm nói chung ạ. Rồi, cảm ơn cô nhớ chia sẻ nha. Nếu mà họ muốn liên lạc với cô để có sự chia sẻ thì cô có ngại là đưa số điện thoại cô lên đây không? Dạ em rất là sẵn lòng ạ. Cô cứ đọc số điện thoại cô lên luôn đi. Có gì nếu mà cô chú anh chị nào thấy được mà họ muốn chia sẻ gì với cô, muốn giúp cho mấy đứa cháu tại địa phương này của cô nè, liên hệ đứng cho cô đó. Liên hệ đứng ra liên hệ với cô. Cô cứ đọc số điện thoại đi. Cô đọc số điện thoại luôn đi cô. Khán giả dạ, xem được số điện thoại của em là 0349 ạ, 804599 ạ. Cô tên gì ạ? Em tên là Hằng ạ. 0349 804 ạ, 599 ạ. Cô đọc lại chậm chậm một lần nữa. Số điện thoại của em 0349 804 599 ạ. Cô Hằng ha. Nếu mà cô chú anh chị trên mọi miền đất nước muốn đóng góp mà nghe nói đâu là thiếu rằng muốn kiếm cái nguồn nước sạch đúng không cô? Vâng ạ, nguồn nước sạch ạ. Và cũng rất mong được sự ủng hộ của các mạnh thường quân là bây giờ hiện tại là cái cơ sở vật chất cũng còn thiếu nhiều, rất là tường bao quanh để phục vụ cho các cháu vui chơi rồi là cái phục vụ học tập đấy. Rồi, quý vị khán giả nào mà xem được clip này á, đó đọc được số điện thoại của cô Hằng thì quý vị muốn tìm cái nước sạch cho các cháu nè, thì các tường bao quanh nè. Quý vị khán giả cứ liên hệ với số điện thoại trên nha. Cô chú anh chị muốn đóng góp cho cộng đồng, đóng góp cho những trẻ vùng cao thì cứ trực tiếp liên hệ với số với cô Hằng nha. Cô Hằng sẽ trực tiếp tiếp đón quý vị và cho quý vị những cái thông tin nó thực tế và bổ ích hơn nha quý vị. Vợ con đâu? Tôi đi đang đi bay thăm về rồi để đi nhìn sao ở sang gạo. Đi sang gạo á? Tôi mới nhớ. Chào anh. Anh này là trong danh sách sẽ nhận quà đúng không? Rồi. Thì từ ly khi mà làm được cái nhà xong ấy thì anh bị tai nạn. Nên là bị vỡ mất một bên cái sọ này nên bây giờ bị móc cả cái. Không phá ai đâu. Nói chung bây giờ chắc không làm được gì ha. Và ôi sống rồi không chịu quần máy anh ơi, sống quá. Không chịu quần máy rồi. Vợ mấy đứa con? Có ba đứa. Vợ. Công việc hàng ngày bây giờ anh làm cái gì? Anh đi làm cái gì? Công việc hàng ngày của anh? Em không đi làm ở nhà, đi tay biến chịu ở nhà thôi. Ở nhà thì cho về nó coi em thôi. Có nghĩa là anh này anh mới xây xong cái nhà là anh bị tai nạn. Bây giờ là chỉ nằm ở nhà cho vợ nấu cơm ăn thôi. Vâng ạ. Chị là vợ của anh hả? Chị là vợ của anh hả? Hả? Vợ của anh hả? Anh ra đây bây giờ chứ. Anh bị tai nạn giờ bị tai biến luôn quý vị. Chị mang đồ vô đây chị, một phần của chị là những cái này đây chị. Đó. Lấy đi ăn phiên này cho nó nặng. Một phần của chị là gạo với lại đó. Rồi để chỗ trước khiên ha.
Tiện cái ha. Rồi đây là những cái phần quà, nói chung là của mấy anh em YouTube là chút xíu thôi, còn lại là rất là nhiều của Mạnh Thường Quân cũng như là các khán giả trong cả nước nha. Đó, đã gửi gắm cho anh chị nha. Hy vọng là đây là dạ dạ dạ, hy vọng là anh chị cũng dạ dạ, anh vào ha. Rồi hy vọng là một chút xíu này nó sẽ giúp đỡ anh chị phần nào đó trong cuộc sống ha. Và thay mặt các ông chị dạ dạ, chúc cho anh chị sức khỏe nha. Rồi cảm ơn. Nếu có dịp thì tụi em sẽ quay trở lại một lần nữa nha. Dạ cảm ơn anh chị rất nhiều. Như thường lệ thì Sơn Sàm xin giới thiệu một số sản phẩm của gia đình Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo. Ở trong cái Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan. Thì đây là sản phẩm của gia đình Sơn Sàm nha, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Các anh chị ở nước ngoài thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Đó, các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp số này gặp Sơn Sàm để đặt hàng. Thì ở trong này nó có cả trăm sản phẩm rất là nhiều, nhưng mà mỗi video thì Sơn Sàm giới thiệu 2-3 sản phẩm thôi để bà con mình dễ dàng tham khảo. Đầu tiên thì xin giới thiệu một cái sản phẩm mới nhất luôn, mới nhập về. Đây là cái viên uống hào tươi. À, hào nha quý vị, viên uống hào tươi nano 5 trong 1, cải thiện sinh lý một cách cực kỳ ok nha quý vị. Đó, này dành cho các cái đấng mày râu. Đó, các anh nào mà sinh lý yếu nha quý vị. Sinh lý yếu. Đó, một hộp này là 120 viên nha. Dùng một liệu trình 2 đến 3 hộp thì thôi rồi. Đó, sáng dậy là phất cờ ha, giác súng chạy vòng. Đó, ông uống bà khen. Đó, mấy bà vợ mà chồng sử dụng cái này rồi thì buổi sáng thức dậy vừa quét sân mà vừa hít sáo là biết rồi. Rồi cực kỳ hiệu quả trong việc cải thiện sinh lý đàn ông nha quý vị. Một hộp này 120 viên em bán 2,1 triệu nha quý vị. 2,1 triệu. Rồi tiếp theo là sản phẩm salon bát đây. Cái salon bát đây, salon bát của Nhật. Nói về salon bát của Nhật thì thôi rồi ha quý vị. Nhất cái răng đó, nó dán là bắt đầu mới dán vô là nó lạnh, nó mát lạnh, bắt đầu là khoảng vài phút sau là nó nóng. Nó nóng cả ngày và đặc biệt là nó dính cứng ngắc, nó không có rớt như là mấy cái salon bát bình thường của mình quý vị. Salon bát của Nhật nè, một hộp này 140 miếng dùng dễ gì hết quý vị, dùng dễ gì hết, cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, đau nhất hay chỗ nào là mình dán vô thì thôi rồi đúng không? Rất là đã luôn. 140 miếng nha, em bán 590 ngàn quý vị. Rồi. Rồi tiếp theo là đây, cái gel trị hôi nách. À, gel trị hôi nách nha. Đó, các anh chị nào bị những cái bệnh về nách, bị viêm cánh đó, viêm cánh cũng như là dở cái nách lên giống như là kẹp móng cá linh trong đó. Thì đây, sử dụng một liệu trình 2-3 hộp như thế này là đánh tan mùi nha quý vị, không còn hôi nách nha. Và đặc biệt cái sản phẩm gel này nó giữ được mùi, nó giữ được mùi tới 48 tiếng đồng hồ luôn quý vị, 48 tiếng đồng hồ nha, không có mùi gì hết nha. Dùng một liệu trình mà gọi là 3-4 hộp như thế này thì nó đỡ 80-90% rồi. Gel trị hôi nách 350 ngàn một tiếp này thôi, 350 ngàn. Rồi tiếp theo là gì? Đây, cái gel xoa bóp tĩnh mạch. Các anh chị nào bị suy giảm tĩnh mạch đó bị tắc nghẽn tĩnh mạch, nó bị sưng lên những cái đường gân máu nó phồng luôn quý vị, đau nhất, thì cái gel này mình thoa vào cái chỗ mà bị sưng, bị tắc nghẽn tĩnh mạch đó, mình thoa vào mình massage. Đặc biệt cái này mình thoa ngày 3 lần nha, mình thoa đó mình phải xoa massage cả nửa tiếng đồng hồ, cực kỳ đã. Nó làm nới rộng những cái mạch máu mình ra, máu nó lưu thông cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi Glucon, cái này là gel suy giảm tĩnh mạch, 750 ngàn, 750 ngàn nha. Rồi tiếp theo là dầu nóng xoa bóp Yoko. Đó, các anh chị đi chơi thể thao này hoặc là đi lẫy đi rụng rồi ha, nào nhất là bung gân hay kiểu là những căng cơ các kiểu đó, mình thoa vào nó nóng đã luôn, dầu nóng xoa bóp nha. Đặc biệt các anh nào đi đá banh nè, đó, đá banh thể thao này hoặc là đi lẫy đi rụng các kiểu, dầu nóng cực kỳ đẹp, cực kỳ tốt. Đó, 290 ngàn một chai, 290 ngàn. Rồi tiếp theo em xin bán cái gọi là gì, đây là giảm cholesterol. Đó, cái viên uống này hỗ trợ mỡ máu và cholesterol. Đó,
các anh chị nào mà bị mỡ máu nhiều, mỡ máu cao, mỡ trong máu nè, và cholesterol các kiểu đó nha quý vị, thì đây cái viên này, một hộp này 168 viên cải thiện về cholesterol cũng như là mỡ trong máu cực kỳ hiệu quả. Rồi 1.3 triệu nha, 1.3 triệu 168 viên. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị có thể vào truy cập nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn, các anh chị trong nước thì gọi điện trực tiếp số này gặp sẵn sàng ha. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không có bán hàng tập bậy, em không quảng cáo ai cả, em là người chịu trách nhiệm về cái chất lượng sản phẩm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ điện thoại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, cả nhà yên tâm nha, yên tâm về chất lượng. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Chúc tất cả quý vị năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau. Chào tạm biệt.